Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là một mùa xuân mới lại về trên khắp mọi nẻo đường của Tổ quốc. Mùa xuân đến mang theo cả tình yêu thương, nhựa sống và niềm hy vọng. Mùa xuân còn là mùa của sự đoàn tụ, của sự xuân về, bởi bất cứ ai đi xa cũng mong muốn được quay trở về trong những ngày Tết đến xuân về. Thế nhưng có những người đi mãi chẳng về, họ ra đi vì nhiệm vụ, vì công việc. Và trong những ngày đầu xuân năm mới này, để xoa dịu những mất mát như thế, Tết Sẻ Chia đã đến thăm một gia đình phải chịu cảnh mất mát trong những năm vừa qua. Bữa cơm chiều nay người thân mãi ngóng chờ, đồng đội bồi hồi nhớ chỗ ngồi còn hơi ấm. Cả thủ đô chiều nay như trầm mặc, lặng lẽ nghiêng mình trong nước mắt mùa thu. Những câu thơ rất là xúc động nhưng mà cũng ấp ôm rất nhiều những cảm xúc, như là những nén nhang tri ân để gửi đến ba chiến sĩ, ba người liệt sĩ đã hy sinh trong vụ cháy quán karaoke ở phố Quang Hoa. Thời gian thì vẫn phải trôi đi, như là quy luật của cuộc sống, những người ở lại vẫn phải tiếp tục viết tiếp những trang cuộc đời còn dang dở. Và trong dịp Tết đến xuân về, như để tri ân, ngày hôm nay thì chương trình Tết Sẻ Chia của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC cùng với sự đồng hành của Apple Credit và Thẩm mỹ viện Như Hoa sẽ cùng đến thăm, tri ân và chia sẻ cùng với một trong những gia đình của các liệt sĩ đã hy sinh trong câu chuyện đó. Đây là những kỷ vật mà binh nhì Nguyễn Đình Phúc, một trong ba chiến sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ tại vụ cháy nghiêm trọng xảy ra ở quán karaoke trên phố Quang Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội vào ngày 1 tháng 8 năm 2022. Anh đã để lại trước khi hy sinh, đó là bộ quân phục, là những vật dụng thân thiết khi anh đi làm nghĩa vụ tại đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Cầu Giấy. Tất cả vẫn còn nguyên vẹn. Còn đây là những tấm bằng khen sau khi Phúc hy sinh. Có cả những bài thơ của những người không quen biết viết tặng anh. Tất cả được treo trang trọng ở phòng khách. Binh nhì Nguyễn Đình Phúc hy sinh khi chỉ mới vỏn vẹn 6 tháng tuổi quân. Lúc đó Phúc vừa tròn 19 tuổi, 74 ngày. Người ta vẫn nói 19 tuổi là chặng đường cuối của sự ngây ngô, cũng là khởi đầu mới cho những năm tháng trưởng thành. Sự trưởng thành ấy của Phúc chính là sự chọn lựa. Thay vì vào đại học để thực hiện ước mơ làm thầy giáo, thì em lại tình nguyện thực hiện nghĩa vụ làm một người lính phòng cháy, chữa cháy. Chúng ta đang có mặt ở trong một cái không gian mà có rất là nhiều cảm xúc, rất là nhiều những cái danh hiệu của một đời binh nghiệp hiện ra trước mắt tôi ở trong những cái tấm bằng huân chương ghi công. Hạ sĩ quan, binh nhì, liệt sĩ, và tất cả dừng lại ở năm 19 tuổi. Em có một cái câu hỏi muốn hỏi chị, đó chính là cuộc sống của chị sau khi Phúc ra đi, và chị muốn Phúc hiện diện trong cuộc sống của mình sau đó như thế nào? Thực ra để vượt qua cái đấy nó cũng cả là một quá trình, nó cũng không đơn giản, vì nó là những thước phim luôn luôn hiện hữu trong tâm mình. Khi mà chạm đến thì nó sẵn sàng quay lại ngay lập tức. Nên là để nhìn nhận thấy và mình phải vượt qua cái điều đó, vì thực sự con mình khi ra đi rất mong muốn rằng mẹ sẽ sống vui khỏe, sống có ích cho cuộc đời. Và bạn ấy biết cái tâm huyết của mẹ từ trước đến giờ. Cho nên là không bao giờ bạn ấy muốn mẹ sống trong cái sự khắc khoải của nhớ của bạn ấy. Và bạn ấy cũng ra đi như vậy, bạn cũng thể hiện một cái sự để cho mẹ thấy rằng bạn ấy là người trưởng thành. Và cũng có rất là nhiều những cái điều mà mình nghĩ là mình sẽ nói, đã nói nhưng mà mình chưa kịp nói. Sau khi nghĩ lại những cái chặng đường đó thì chị có muốn nói điều gì với con trai của mình hay không? Mẹ luôn luôn là tự hào và cũng mong muốn cái việc làm của con có thể truyền đến lược cho những bạn trẻ sau này có những cái nhìn nhận đúng đắn về cái gọi là cái sự sống của mình. Cảm ơn chương trình đã làm nên một chương trình truyền lửa đến cho các bạn trẻ. Và Tết nó ý nghĩa là chữ sẻ chia, nó ấm áp lắm luôn á. Và ngày hôm nay thì hiện diện ở đây cùng với bác Nguyễn Văn Vẽ là tổ trưởng tổ dân phố và gia đình của em Phúc. Thì chương trình Tết Sẻ Chia cùng với sự đồng hành của Apple Credit và Thẩm mỹ viện Như Hoa cũng sẽ có một phần quà nho nhỏ để sẻ chia cùng với gia đình nhân dịp Tết đến xuân về. Thì được chúc mừng năm mới cả gia đình của mình ạ. Thay mặt cho cấp ủy tổ dân phố số 7 phường Nghĩa Tân,
Tôi xin trân trọng cảm ơn và hy vọng là món quà này sẽ là một nguồn động viên rất lớn đối với các anh chị Hạnh. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn đài VTC đã kết hợp đồng hành cùng với chương trình đến trao quà cho gia đình. Thay mặt gia đình rất là cảm ơn chương trình. Hứa sẽ là bên cạnh cô, lúc nào cũng là sẽ có những người con cũng là chăm sóc, thay phúc chăm sóc cô và hoàn thành những nguyện vọng của em còn đang dang dở. Có thể lửa đã cuốn phúc cùng những người đồng đội mà chúng ta yêu quý đi mãi mãi, nhưng mà lửa cũng là một ẩn dụ rất là đẹp của tinh thần của các chàng trai, những chàng chiến sĩ rất là trẻ, đầy ấm nóng, sẵn sàng làm nhiệm vụ để chiến đấu, hy sinh cả sinh mạng của mình vì những cái sự bình yên nhỏ nhoi trong cuộc sống này, và cả những sự hy sinh từ người mẹ, người dẫn đường, người giáo dục và người truyền cảm hứng. Và chúc mọi người một năm mới đang sang với nhiều điều tốt đẹp và tốt lành nhất nha.